Tổ sư Ứng Quang khai thị về danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 11. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Chất Nhàn. Bốn La Mã, những câu chuyện cảm ứng khi niệm danh hiệu Quan Âm và trì Thần Chú Đại Bi. B. Những câu chuyện cảm ứng khi niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát và trì Chú Đại Bi. Cú tế ách nặng như đi biển, lửa, nước, ngục tù, gâm cùng, xiềng xích, vân vân. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Tấn, Lữ Tung tự là Mẫu Cao, là người ở huyện Đoại Châu, tỉnh Sơn Đông. Nhà ông ở bên ngọn núi Thủy Phong. Phía nam huyện Đoại Châu có một dòng suối, nước chảy như thác và quanh co uốn khúc như rắn lượn. Lại có bờ đá cao chót vót, rất nhiều đá lớn chất chồng, địa thế hiểm trở. Vì thế mà những người đi ngang qua đó trong lúc ban ngày vẫn lo sợ nguy hiểm. Tung thường kể lại việc phụ thân của mình đã từng đi qua suối ấy cho mọi người nghe. Ông kể rằng một hôm cha ông chèo thuyền đi qua suối, khi cách nhà chừng hơn 10 dặm thì lúc bấy giờ trời đã về chiều nên mặt trời sắp lặn, lại gặp lúc mưa to gió lớn, tối tăm mù mịt, không nhận biết được hướng đông tây. Cha ông từng nghĩ thế nào cũng bị lật ghe chết chìm, nên nhất tâm quy hướng Quán Âm Bồ Tát và chí thành xưng niệm danh hiệu của Ngài. Trong giây lát, ông bỗng thấy có ánh sáng của ngọn đuốc đang soi đường. Ánh sáng ấy chiếu soi rất xa, soi sáng lòng suối một cách rõ ràng, và cứ cách thuyền của cha Tung khoảng 10 bước. Nhờ ánh sáng ấy dẫn đường cho thuyền hướng vào bờ an toàn, mà cha của Tung về nhà được an nhiên vô sự. Bạn thân của Tung là Hỷ Gia Tân nghe câu chuyện ấy nên đã ghi chép lại rõ ràng và đầy đủ. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Tấn có Từ Vinh, là người ở Lan Gia, tỉnh Sơn Đông. Một đồ nọ, Vinh có duyên sự phải đến Đông Dương. Khi trở về thì đi bằng đường thủy. Lúc đến Định Sơn thì do người lái thuyền không thạo đường nên thuyền đi vào chỗ nước xoáy. Khi thuyền sắp bị chìm thì Từ Vinh chí thành cung kính xưng niệm danh hiệu Quán Âm Đại Sĩ. Chỉ trong chốc lát, dường như có sức mạnh vô hình của vài mươi người đồng sức kéo chiếc thuyền ra khỏi vùng nước xoáy và đưa thuyền ông đi dọc theo bờ sông. Khổ nổi, lúc ấy mặt trời đã lặn, bầu trời tối tăm như mực, lại gặp lúc mưa to gió lớn, chiếc thuyền chỉ tiến về phía trước mà không biết phải đi theo hướng nào. Lại sóng nhồi dữ dội nên thuyền mấy lần muốn lật úp. Từ Vinh lại chỉ tâm tụng kinh Phổ Môn không dứt, bỗng thấy trên đầu núi có ánh sáng đèn lửa soi sáng như ánh đèn hải đăng, hướng ghe của Vinh vào đến bờ an ổn. Sau khi vào bờ thì không ai còn nhìn thấy đèn lửa ấy nữa. Sáng hôm sau, ông hỏi mọi người trong vùng xem ai đã đốt lửa cứu mình, thì dân chúng rất ngạc nhiên bảo rằng đêm qua mưa to gió lớn như bão thì làm gì có đèn lửa trên đầu núi được. Bây giờ ông mới biết
chính là nhờ từ lực của Phật Minh Gia. Từ Vinh về sau làm đốc phủ ở Hội Kê, đã đem chuyện này thuật lại cho một danh sĩ là Tạ Phu Hằng nghe. Người đi cùng ghe với Từ Vinh là Sa Môn Tích Chi Đạo Uẩn, là người nghiêm trì giới luật, thánh tình rất thận trọng, cũng đem việc nói trên kể cho mọi người biết để phát khởi tín tâm hướng về đại sĩ để được nhiều lợi lạc. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 3. Chiều nhà Tấn có Sa Môn Thích Pháp Thuần ở chùa Hiển Nghĩa xứ Sơn Âm. Trong niên hiệu Nguyên Hưng, thầy có dương sự phải đi qua biển Thái Hồ thì gặp lúc mưa to gió lớn. Vì thuyền của thầy nhỏ nên nước tràn vào thuyền, sinh mạng gần như chỉ còn trong nháy mắt. Thầy Pháp Thuần bèn nhất tâm quy hướng về Đức Quan Âm, chí thành xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát không dứt. Một lúc sau, từ xa bỗng nhiên có một chiếc thuyền lớn trôi lềnh bềnh đến chiếc thuyền của thầy. Mọi người thấy vậy lớn tiếng kêu cứu, thì chiếc thuyền ấy áp sát lại. Nhờ đó mà mọi người chèo qua an toàn. Khi mọi người vừa qua hết chiếc thuyền lớn thì nhìn lại thấy chiếc thuyền nhỏ cũng đã chìm dần. Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ và đều thành kính cảm tạ sự linh ứng của Đức Quán Âm Đại Sĩ. Chiếc thuyền lớn lướt sóng đi về phía trước, chốc lát thì đã đến bờ. Mọi người lên bờ và chờ hỏi xem người chủ thuyền là ai, thì không ai nhận là chủ. Và cũng chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền lớn đã biến mất không còn dấu vết. Bấy giờ một lần nữa, cả thầy và dân chúng đi trên thuyền đều kinh ngạc và tán thán lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm đã minh gia cứu độ. Thật là một phép màu không thể nghĩ bàn. Trích Cao Tăng Truyền tập 1 và Pháp Uyển Châu Lâm. Câu chuyện số 4. Triều đại Lưu Tống có thầy Thích Đạo Huỳnh, người ở Phục Phong, tỉnh Thiểm Tây, niên hiệu Hoàng Trị năm thứ 18. Bổn sư của thầy là Thích Đạo Tứ bị bệnh, nên sai thầy Thích Đạo Huỳnh cùng ba người nữa đi đến Hoành Sơn ở tỉnh Hà Nam tìm thuốc. Đường đi vào núi rất xa, phải chạy qua hàng vạn dặm, lại rất hiểm trở. Lúc thì trèo non, khi thì lội suối. Một hôm cả bốn người phải chui qua một cái hang đầy nước, lại rất tối tăm. Ba người đi với thầy đều bị hụt chân chết chìm, đèn đuốc cũng bị tắt ngầm. Thầy Thích Đạo Huỳnh bình nhật rất siêng năng, chí thành chi tụng kinh Pháp Hoa, nên nương nhờ thiện nghiệp ấy và trong lúc ấy lại thành tâm niệm thánh hiệu Đức Quán Âm, nên chỉ trong chốc lát thì nhìn thấy có một tia sáng như lửa đom đóm. Đống lửa ấy cách thầy vài bước chân nhưng lại bay rất nhanh. Thầy cố gắng chạy theo cho kịp thì trong chốc lát đã đến cửa hang. Sau khi thất nạn về chùa, thầy tu thiền rất tinh tấn, lại thường tu các sấm pháp và thường xuất hiện nhiều thoại ấn. Thời gian sau, thầy cùng với bốn người bạn đồng học đi qua sông, gặp vào lúc tiết nghiêm đông rất lạnh, dòng sông đã trở thành băng giá. Chẳng may dưới đường gặp chỗ băng mỏng, cả bốn người bạn của thầy đều bị chết chìm. Riêng thầy lúc bấy giờ
nhờ chí thành quy hướng Đức Quán Âm, khẩn thiết xưng niệm danh hiệu của Ngài, nên lúc ấy cảm thấy dưới chân mình dường như có một vật gì đó đang nâng đỡ không cho chìm xuống nước. Sau đó trước mặt thầy bỗng xuất hiện một tia sáng đỏ, tia sáng ấy bay trước mặt và hướng dẫn thầy đi theo để đến bờ bình an vô sự. Trích dẫn Cao Tăng Truyện tập 1. Câu chuyện số 5. Chiều nhà Đường có thầy Thích Đạo Hiển sống ở chùa Thánh Thiện. Trong niên hiệu Khai Nguyên, thầy làm chủ trì chùa Đại Vân, tỉnh Giang Châu. Bấy giờ có quan thứ sử Nguyên Mổ phát nguyện muốn hòa bảy bức tượng Quán Thế Âm, nên đến việc ấy nhờ thầy Thích Đạo Hiển giúp giùm. Nhận trách nhiệm này nên thầy Đạo Hiển bảo họa sĩ phải chỉ trai thanh khiết khi vẽ tượng. Lúc họa tượng phải dùng toàn nhũ đạo hương thay thế cho a dao để làm vật liệu trộn vào các màu khí tô vẽ. Khi họa xong thì bảy bức họa này thật trang nghiêm và vô cùng đẹp đẽ. Công việc đã xong nên thầy đi đến Dự Ninh để đúng gỗ mang về để kiến tạo văn thù đường. Khi đúng gỗ xong chất lên bè để trở về thì không may thầy té xuống sông. Lúc bấy giờ vì nước chảy quá xiết nên nước cuốn thầy đi thật xa, đồng bạn không ai vớt thầy kịp. Thầy Thích Đạo Hiển lúc vừa té xuống sông thì liền xưng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm. Ngay lúc ấy bỗng nhiên thầy thấy dưới lặn nước có ánh sáng lạ. Thầy chuyên chú nhìn kỹ thì thấy bảy bức tượng Bồ Tát đã họa hiện ra phía trước và đồng báo thầy: "Ngươi nên chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tai nạn này liền được thoát khỏi." Thầy Đạo Hiển nhờ có ánh sáng chiếu rồi nên biết mình đang ở dưới lòng sông, trong lòng vô cùng lo sợ khó mà tránh khỏi cái chết, nên tức thì vâng lời Bồ Tát dạy, nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy vừa niệm đến câu thứ hai thì thấy bảy vị Bồ Tát đồng nâng chân thầy lên mặt nước. Kỳ diệu là cả y áo và giày dép vẫn không ướt chút nào. Chỗ thầy bị nạn cách bè gỗ hơn 40 dặm, nhưng nhờ tự lực của Bồ Tát cứu mạng đã đưa kịp thầy trở lại với bè cây. Thầy Thích Đạo Hiển về sau viên tịch vào niên hiệu Thiên Bảo năm đầu. Hiện nay tại chùa Đại Vân ở Giang Châu vẫn còn thờ bảy bức tượng của Bồ Tát. Ngoài ra còn có bức họa kể lại sự việc thầy Thích Đạo Hiển té nước thoát chết được lưu truyền để khuyến hóa mọi người nhất tâm hướng về Quán Âm Đại Sĩ để được nhiều lợi lạc. Trích Quảng Dị Ký. Câu chuyện số 6. Chiều nhà Đường có ngày Bất Không Tam Tạng Pháp Sư vốn thuộc dòng Bà La Môn nước Thiên Trúc. Một lần nọ ngài quá giang thuyền đến Nam Hải, đi giữa đường thì gặp cuồng phong nổi dậy, sóng nhồi rất lớn. Các thương nhân đều kinh sợ nên mỗi người đều theo tín ngưỡng của mình mà xưng niệm vị giáo chủ của họ. Nhiều vị còn tắc pháp theo các tôn giáo mà họ đang tín ngưỡng, nhưng tất cả đều không hiệu nghiệm. Sóng gió mỗi lúc một dữ dội nên mọi người bèn quay sang pháp sư lễ bái cầu xin cứu độ. Pháp sư điềm tĩnh an ủi: "Quý vị đừng lo, tôi hiện nay có một phương pháp
có thể giúp quý vị thoát nạn. Dứt lời, pháp sư dùng tay mặt cầm bảo sử ngũ cầu bồ đề tâm, tay trái cầm quyển kinh Bát Nhã, ngài tụng thần chú đại bi của Đức Quán Âm một biến. Tức thì gió lặng sóng yên. Nhưng lúc ấy bỗng có một con đại kình ngư từ dưới biển nổi lên mặt nước, phun ra những đợt sóng nước cao như núi đập vào mạn thuyền. Tình hình lúc này còn nguy hiểm gấp vạn lần so với nạn trước. Các thương nhân chỉ còn biết phó thác sinh mạng vào pháp sư, nên đồng nhất tâm hướng về pháp sư xin cứu nạn. Pháp sư cũng thực hành theo cách như trên. Ngày lại báo thầy Huệ Biện, vì thi giả đi theo pháp sư tụng kinh Tà Yết Long Quảng thì mọi cơn sóng đều tan biến, tai nạn liền qua khỏi, cả đoàn thuyền nhờ đó đều được bình an vô sự. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Câu chuyện số 7. Chiều nhà Minh, thầy Thích Hoàng Tế, tự Đồng Châu, hiệu Thiên Ngạn, là người ở Du Giao, tỉnh Chiết Giang. Thầy xuất gia từ lúc ấu thơ và thường tu các sáng pháp, tụng kinh Pháp Hoa, Kim Quang Minh, vân vân, và cảm được nhiều thần dị. Vào niên hiệu Thái Định, năm đầu nhà Nguyên, thầy làm chủ trì chùa Viên Giác ở Vạn Thọ. Một hôm, tại chỗ thầy ở, bờ biển bị sạt lở nên nước biển tràn vào phá hoại nhà cửa hoa màu. Dân chúng miền biển đều vô cùng buồn rầu lo sợ vì mạng sống bị đe dọa. Lúc ấy quan thừa tướng Thoát Sái trông thấy dân chúng bị nạn như vậy nên hết sức lo buồn. Ông đích thân đến chùa Viên Giác lễ bái và thính thầy Thích Hoàng Tế, đến chức đài Quán Âm Đại Sĩ ở Thượng Trúc lễ bái cầu nguyện. Đồng thời ông cũng cho người đến nơi bờ biển kiến lập thủy lục đàn trai, thỉnh thầy Thích Hoàng Tế đến đó cầu nguyện. Thầy Thích Hoàng Tế nhập Từ Tâm Tam Muội, lấy cát trì tụng thần chú đại bi gia bị vào chúng ấy. Rồi thầy cùng với quan quân và dân chúng đi rải cát ấy vào những chỗ bị sạt lở. Linh nghiệm thay, khi dấu chân thầy bước đến đâu thì bờ biển lập tức ngưng sạt lở, đất trở nên kiên cố, nước không tràn vào bờ được nữa. Quan dân đương thời đều kính phục đức hạnh của thầy và xem thầy như một vị Phật sống. Trích Cao Tăng Truyện tập 4. Câu chuyện số 8. Chiều nhà Thanh, có người tên Diệp Mai Xanh, là người ở huyện Mai Phong, tỉnh Giang Tây, từng thuật lại việc của người chú vợ là Trần Đình Dục như sau. Đình Dục là người có tính tâm Phật Pháp, đại thờ Quán Âm Đại Sĩ rất thành kính, hàng ngày đều tụng chú đại bi, dù bận rộn cách nào cũng không bỏ sót. Niên hiệu Đạo Quan nhà Thanh, vào lúc mùa thu năm Quý Tỵ, Đình Dục nhậm chức quận Tây Mã. Một hôm ông có việc đi từ Hàng Giang vào kinh đô theo đường thủy. Lúc ấy do tiết trời mát mẻ, ông bèn ra chiếc mũi thuyền ngắm phong cảnh. Không may là gặp nhầm lúc người lái thuyền sửa bồm theo hướng gió, rủi ro đụng vào Đình Dục làm ông mất thăng bằng, sẩy chân té xuống sông. Lúc bấy giờ vì gió thổi quá mạnh, thuyền theo hướng gió lao về trước, chỉ trong nháy mắt
đã cách chỗ ông rơi xuống nước cả dặm. Đình Dục khi té xuống nước thì nhìn thấy sóng trắng xóa như tuyết, nhưng thật lạ lùng, nước chỉ đến đầu gối ông mà thôi. Dưới chân ông hình như có vật gì nâng đỡ rất vững, nên ông không bị chìm mà cũng không lay động nghiêng ngả. Chỉ có y phục ông bay phất phới trên mặt nước mà thôi. Lúc bấy giờ ông thành tâm trì tụng chú Đại Bi chưa đầy ba biến, thì liền có người thấy đến tiếp cứu đưa ông vào bờ. Trích Thường Túc Am Tùy Bút. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh, niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, có một ngư dân sống tại miền Duyên Hải. Một đêm nọ, anh cho ghe đánh cá đậu dưới chân một ngọn núi nhỏ. Đang mơ màng ngủ thì nghe sơn thần bảo thuộc hạ rằng sáng ngày sẽ có ghe muối đi ngang qua đây, tụi bay phải để ý và bắt họ lại. Đến sáng, quả nhiên anh ngư dân thấy có ghe muối chưng bồm theo gió chạy ngang qua núi ấy. Vừa lúc ấy thì cuồng phong nổi lên làm cho sóng nhồi rất dữ dội. Nhưng lạ thay, chiếc ghe muối mấy lần sắp bị lật úp, nhưng một hồi lâu vẫn bình yên. Cuối cùng, cuồng phong không đánh úp được chiếc thuyền và nó vượt qua nơi ấy một cách an toàn. Đêm ấy, anh ngư dân vẫn cho ghé mình đậu ở chỗ cũ. Nửa khuya, anh đang ngủ thì nghe sơn thần lớn tiếng gọi trách thuộc hạ vì sao trái lệnh ông không đánh đắm chiếc thuyền chở muối. Thì thuộc hạ liền đáp: chúng tôi đã vâng lệnh của đại thần, nhưng lúc làm cho cuồng dông sóng gió nổi lên định bắt chiếc ghe muối, thì thấy phía sau ghe có Quán Âm đại sĩ nên không dám đến gần. Qua ngày hôm sau, người đánh cá bèn đi tìm ghe muối hôm trước để hỏi cho biết thật hư. Thì người trong ghe muối cho biết là không ai đứng phía sau ghe ngoài người cầm lái. Người này chỉ trai đã lâu năm và hàng ngày đều lễ bái phụng thờ Quán Thế Âm rất thành kính. Trích Vạn Thiện Tiên Tử. Câu chuyện số 10. Đời Nguyên Ngụy có thầy Thích Pháp Lực muốn xây cất tịnh xá ở tại Quận Lỗ để tu hành, nhưng vì không đủ kinh phí và không có Phật tử ủng hộ nên thầy cùng với một chú sa di tên là Minh Thâm thân hành đi đến Thượng Cốc. Hai thầy trò lưu lại ở đó trong một năm để xin chỉ gai đem về bán mà xây tịnh xá. Công việc vừa kết thúc thì thầy trò cùng nhau đi về. Trên đường về đi ngang qua một đầm hoang đầy cỏ lâu. Nhằm lúc mùa nắng nóng nên cỏ lâu bốc cháy đúng lúc hai thầy trò đi qua. Do đường xa mệt nên hai thầy trò đều ngủ mơ trên xe. Đến lúc lửa cháy đến gần mới tròn tỉnh thì lửa đã bao vây tứ phía. Ngay lúc ấy, thầy bèn lớn tiếng xưng niệm thánh hiệu của Đức Quán Âm. Vừa xưng đến chủ quán, chưa đến hai chữ Thế Âm, thì gió liền đổi hướng và lửa tắt. Hai thầy trò được bình an vô sự về đến nơi. Lời bình: trong lúc tai nạn cấp bách mà được sự minh gia của Bồ Tát như thế là do hàng ngày đã tinh sâu và thường thành kính xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát. Công huân thuần thục nên mới cảm đến đại sĩ.
như âm vang ứng tiếng như vậy. Trích Ca Thắng Truyền tập 2. Câu chuyện số 11. Triều đại Giao Tần, thầy Thích Pháp Chí kể lại: lúc thầy chưa xuất gia, từng một mình đến một khu đầm lớn. Lúc bấy giờ nhằm mùa khô, nên người dân trong vùng đốt cỏ để trồng hoa màu. Khi thầy phát hiện thì thấy lửa đã trở nên dữ dội. Vì gió to nên bốn phía đều cháy mạnh, chẳng khác nào một trận cháy rừng. Thầy Pháp Chí lúc bấy giờ bị kẹt trong đám cháy, sanh mạng trong phần nguyên ngập. Nên trong lúc thập tự nhất sinh ấy, thầy liền nhớ đến đức Quán Âm Bồ Tát cứu khổ độ sanh, bèn nhiếp tâm khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Một lúc sau, bỗng nhiên lửa bắt đầu tắt. Khi lửa tắt hết thì thầy nhận ra cây cỏ trong đầm đều bị thiêu rụi, chỉ có chỗ thầy ngồi là còn nguyên vẹn, không hề bị cháy. Sau khi thoát khỏi tai nạn này, thầy liền phát tâm quy hướng Phật Pháp. Mặc dù còn tại gia, nhưng vẫn luôn tinh tấn trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hàng ngày, không hề sao lãng. Một thời gian sau, Chúa Giao Hưng sai thầy cầm quân đi dẹp loạn. Trong một trận tùng chinh, tự nhiên con ngựa của thầy chạy lạc vào vòng vây của quân địch. Trong tình thế nguy cấp này, thầy tuấn thế vội ấn mình trong một bụi gai bên dòng suối nhỏ. Tuy nhiên bụi gai này không rộng, nên chỉ che được phần đầu và cổ của thầy mà thôi. Trong giờ phút này, thầy chỉ còn biết chí thành một lòng xưng niệm thánh hiệu Quán Âm, xin ngài cứu mạng. Lúc ấy, một số người nhìn thấy thầy núp trong bụi gai, nên gọi binh sĩ đến chỉ chỗ để bắt thầy. Tuy nhiên, khi binh sĩ đến chỗ ấy tìm kiếm đều không thấy. Tìm một hồi lâu không có kết quả, chúng bèn bỏ đi. Nhờ đó mà thầy thoát được tử nạn. Sau chuyến dẹp loạn ấy, thầy xin tự quan và xuất gia tu hành. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 12. Triều nhà Thanh, Phật tử Thái Tư Nhương phụng mạng triều đình thực hiện việc giám sát các tuyến vận tải đường thủy tại cửa sông Hoàng Hà. Ông đến Giang Tây, một thị trấn nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thuê một dãy nhà lớn của dân địa phương để làm công sở. Dãy nhà này không có vách ngăn, bốn phía để trống, nằm liền kề với nhà dân chúng. Ngày 11 tháng 5, thị trấn Giang Tây bị hỏa hoạn. Tất cả các gia đình đều lo cứu hỏa và dời đồ vật ra ngoài. Trong lúc đó, Phật tử Tư Nhương vẫn ngồi yên bất động. Gia nhân thấy vậy rất sợ hãi, đã mấy lần đến thỉnh xin ông ra ngoài tránh nạn lửa, nhưng ông không nao núng và không ra khỏi chỗ ông ngồi. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, lan sang các nơi bên cạnh và thiêu cháy các nóc nhà sát chỗ của Tư Nhương. Tuy nhiên có điều rất lạ là khi lửa đến nơi nóc nhà của Tư Nhương thì lướt qua khu nhà này và tiếp tục thiêu hủy mấy nóc nhà kế tiếp rồi mới tắt. Dân chúng xung quanh thấy ly kỳ bèn gặng hỏi: ngài có pháp thuật chi mà được như vậy? Tự nhiên đáp: tôi hoàn toàn không có pháp thuật chi cả. Lúc lửa cháy dữ dội, chỉ kiên thành chỉ tụng chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu xin ngài
cứu đồ cho quá năng lửa mà thôi. Có một người nghe xong bèn nói: thần chú cô Phật linh hiển, lại lẽ dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ dám phủ nhận, nhưng chúng tôi thấy bao nhiêu người trì tụng mà trong muôn người thì không có được lấy một người cảm được sự linh ân. Vậy mà ngài dám cả gan ở trong biển lửa ngồi yên bất động, đây chẳng phải là việc hy sinh thân mạng một cách oan uổng hay sao? Phật tử Tư Nhương lại ôn hòa giải thích: quý vị nói đúng, gia đình tôi từ thời tổ tiên đến nay qua nhiều đời đều chí thành chi tụng thần chú ấy, nên được thoát ly tất cả tai nạn đau binh thủy hỏa vân vân. Những việc này không thể nào kể hết được. Chính bản thân tôi chỉ tụng chú Đại Bi đã hơn 20 năm, mỗi khi gặp cấp nạn thì chí thành khẩn thiết chỉ tụng liền được cảm ứng. Trước đây vào niên hiệu Càn Long năm thứ 29 nhà Thanh, vào lúc mùa xuân, lúc ấy tôi đang ở Kinh Sư, nhà tôi nằm trên phía nam hồ Đầm. Một ngày nọ, xóm nhà này phát hỏa, lại nhằm lúc gió nam thổi mạnh, ngọn lửa nương theo sức gió nên cháy lan dữ dội. Lúc đó tôi biết mình không thể nào dời đồ đi cho kịp, nên nhất tâm thành kính trì chú Đại Bi. Chưa xong một biến thì gió đổi hướng, ngọn lửa chuyển sang hướng khác, nhờ đó mà nhà tôi còn nguyên vẹn. Vì vậy tôi tin chắc rằng thần chú Đại Bi này có năng lực chuyển tất cả ách nạn. Nếu lòng tin không chứng thực thì tôi đâu dám khinh thường sinh mạng, dấn thân vào chỗ hiểm nguy như thế. Trích Tính Tâm Lục. Câu chuyện số 13. Chiều nhà Tấn có đậu truyền là người tỉnh Hà Nam. Vào niên hiệu Vĩnh Hòa, ông bị kẻ địch bắt cùng với 7 người bạn. Cả 8 người đều bị trói chung vào nhà ngục, xiềng xích gông cùng rất nghiêm ngặt. Sa môn Thích Đạo Sơn vốn là người quen biết với đậu truyền, nên vừa nghe tin ông bị bắt thì đến thăm, nhưng không vào trong được, chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện. Đậu truyền thưa rằng: hiện nay sinh mạng con như ngàn cân treo sợi tóc, thầy có phương pháp gì cứu khổ cho con? Thầy Thích Đạo Sơn nói: tôi là phàm tăng, đâu có pháp gì cứu nạn được. Tuy nhiên nếu đạo hữu thành tâm quy mạng Quan Thế Âm Bồ Tát, chuyên xưng danh hiệu ngài, thì ngài sẽ tầm thanh cứu khổ, nhất định có cảm ứng. Thời gian trước đó, truyền cũng từng nghe những người nói về việc tầm thanh cứu khổ của Đức Quan Thế Âm, nên bây giờ nghe thầy Đạo Sơn nói thì liền phát tâm thầm tính, chuyên lòng chi niệm ngày đêm không dứt. Trải qua 3 ngày 3 đêm, Tuyền cảm thấy gông cùng nơi thân bị nới lỏng như muốn rứt ra, dùng tay tháo thử thì xiềng xích tuột ra khỏi người. Tuyền lại tự nghĩ, những người bạn của mình đương bị xiềng xích gông cùng, nếu nào một mình ta thoát thân, nên ông lại chí thành cần thiết cầu đảo Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, dùng thần lực phô độ cho tất cả tù nhân đồng khỏi tai nạn. Sau khi cầu nguyện, ông lại đi cứu những người khác, rồi thừa lúc đêm tối mở cửa trốn thoát, lính canh không một người nào hay biết. Trèo thành đi được hơn 10 dặm thì trời sáng, lúc ấy mới biết
mình đang trong trúng rừng sâu, nhưng trong chốc lát đã nhìn thấy quân lính bảo vệ tứ phía. Chỗ của tù nhân và đầu thuyền đang ẩn nấp, chỉ cách chỗ binh lính đang tìm khoảng một mẫu. Nhưng may mắn thay, binh lính không đến đó. Nhờ vậy mà tất cả mọi người đều thoát nạn. Các tù nhân sau khi thoát nạn về lại quê hương, đều phát tâm tinh kính đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Người nào cũng tạc tượng Bồ Tát để hàng ngày đều chiêm bái xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát. Thời gian sau đó, thầy Thích Đạo Sơn đi qua sông ở khu vực đó thì được nghe một Phật tử cư sĩ họ Tạ thuật lại chuyện này. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 14. Triều đại Lưu Tống, Vương Cầu tự Thúc Đạt là người ở quận Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ra làm quan thái thú ở Đồi Lăng, tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một vị quan có lòng từ tâm, thương dân như con. Niên hiệu Nguyên Gia năm đầu, có nội loạn tại địa phương, nên ông bị bọn chúng bắt hạ ngục, gông cùng, xiềng xích, nghiêm mật. Vương Thái Thú vốn là một Phật tử luôn kính phụng Phật Pháp, đối với các Phật sự thường không biến trễ. Khi bị hạ ngục, nhìn thấy tội nhân hơn cả 100 người, đa số đều bị đói khát, thị động tự tâm. Mỗi bữa ăn đều đem phần mình bố thí chia cho họ. Phần ông thì trường chay và chí thành xưng niệm tín hiệu Quan Thế Âm. Vào một đêm, ông nằm mộng thấy mình lên một pháp tòa cao đẹp, có một vị sa môn đem một quyển kinh trao cho. Đề mục kinh ấy là Quang Minh Âm Hành Phẩm, trong đó có các danh hiệu của chư Bồ Tát mười phương. Vương Cầu cúi đầu nhận lãnh, mở kinh ra đọc. Sau đó ông lại nhìn thấy một bánh xe thì được vị sa môn giải thích là bánh xe luân hồi ngũ đạo. Sau khi tỉnh giấc thì ông không nhớ danh hiệu vị Bồ Tát thứ nhất, chỉ nhớ danh hiệu Bồ Tát thứ hai là Quán Thế Âm, thứ ba là Đại Thế Chí. Sau khi trì niệm, ông bỗng thấy xiềng xích đều rời khỏi thân mình, thì trong tâm Vương Thái Thú biết được chính là nhờ Phật tự gia hộ. Bây giờ ông càng tinh tấn chuyên tâm xưng niệm, nhưng vì sợ người dưỡng ngục biết nên ông tự lấy xiềng xích gom cùng mang vào lại. Ba ngày sau, ông được bọn giặc phóng thích. Trích Pháp Uyển Châu Lâm và Minh Tường Ký. Câu chuyện số 15. Triều đại Lưu Tống, có người tên Trương Hưng ở huyện Tân Hưng, tỉnh Quảng Đông. Người này có tâm tính kính Tam Bảo và đã nhiều lần theo hai vị cao tăng là Sa Môn Tăng Dung và Đàm Duật thọ Bát Quan Trai. Niên hiệu Nguyên Gia năm đầu triều Lưu Tống, ông bị người vu khống là giặc cướp nên bỏ trốn đi nơi khác. Ở nhà, vợ ông bị bắt tống vào ngục. Sau khi vợ ông bị bắt vào ngục thì vài ngày sau đó nhà ngục bị hỏa hoạn nên phải chuyển các tù nhân ra vệ đường. Lúc ấy có hai vị sa môn đi ngang qua, vợ ông thoáng thấy bèn kêu lớn: "Hòa thượng, xin hai thầy cứu con." Tăng Dung nhìn thấy vợ ông bèn nói: "Bần đạo không có năng lực gì có thể cứu Ưu Bà Di được. Tuy nhiên, nếu Ưu Bà Di nghe lời thầy
thì nên chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ qua khỏi tai nạn này. Vợ họ Trương vâng lời, ngày đêm chí thành cầu nguyện xưng niệm thánh hiệu đại sĩ. Trải qua thời gian 10 ngày, thì một đêm nọ, bà nằm mộng thấy một vị sa môn dùng chân đập mạnh vào chiếc gông trên thân mình và nói rằng: "Đừng ngủ nữa, dậy mau đi vợ họ Trương." Bà giật mình tỉnh giấc thì thấy gông cùm trên thân đều rời khỏi thân mình, nhưng cửa ngục vẫn còn đóng khóa rất kỹ nên không thể đi ra được. Sợ lính canh biết nên bà lấy gông cùm xiềng xích mang vào và ngủ lại. Vừa nhắm mắt mơ màng thì thấy vị sa môn lúc nãy đến bảo: "Cửa đã mở rồi, hãy thoát ra ngoài đi." Bà giật mình choàng tỉnh chạy ra. Tất cả lính canh đều ngủ mê mệt không hay biết, nên bà chậm rãi mở cửa trốn thoát. Trời tối mịt nên bà phải dò từng bước. Đi được vài dặm thì bỗng vấp phải một người té nhào xuống đất. Thế rồi khi hỏi thăm nhau thì mới biết người này không ai xa lạ, chính là chồng bà. Hai người cùng nhau bỏ trốn đến chùa của sa môn Đạm Duật. Thầy bảo ở lại vài ngày rồi về nhà sẽ an ổn và khỏi hẳn tai nạn. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 16. Vương Lương Phong là người ở Hàng Châu đã tự thuật một sự tích Quán Âm cứu khổ như sau. Ở tại Thương Ngô, tỉnh Chiết Giang, có một Phật tử làm nghề buôn gạo, tánh tình hiền lương. Trong nhà người này có thờ Quán Âm đại sĩ rất trang nghiêm, hàng ngày lại chiêm bái xưng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Gia đình Phật tử này chỉ có hai vợ chồng. Một ngày nọ Phật tử này sắp đi xa thì đêm ấy nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát đến bảo: "Ngươi sắp có đại nạn nên ta đến để cứu độ." Nói dứt lời, Bồ Tát đọc bài kệ 4 câu như sau và căn dặn Phật tử ấy phải ghi nhớ cho kỹ. Bài kệ ấy như sau: "Gặp cầu chớ đậu ghe, gặp dầu liền xoa đầu, đấu thóc 3 tháng gạo, ruồi xanh đậu ngồi bút." Phật tử ấy khi thức dậy vẫn nhớ rõ ràng và rất lấy làm lạ về bài kệ nói trên, nhưng vẫn dặn lòng cố nhớ đừng quên. Phật tử này sau đó thuê chiếc ghe chở gạo đi bán. Đi đến ngày thứ hai thì gặp phải mưa to gió lớn giữa đường. Người lái ghe có ý muốn đậu lại dưới chiếc cầu lớn để tránh gió mưa, thì Phật tử này lúc ấy bỗng nhớ lại lời dặn trong mộng của Bồ Tát: "Gặp cầu chớ đậu ghe", nên hối thúc người lái thuyền đi nhanh qua chớ không đậu lại. Quả nhiên khi chiếc ghe vừa qua khỏi cầu thì nghe một âm thanh chát tai, ngó lại thì chiếc cầu vừa bị sập xuống. Phật tử ấy cảm thấy sự linh nghiệm của Quán Âm đại sĩ thật là không thể nghĩ bằng, nên từ đó về sau tụng niệm càng tinh tấn, lễ bái càng kiên thành. Một ngày nọ khi ông vừa trở về nhà, lúc đang cúi xuống lễ Phật trong nhà thì chiếc đèn lưu ly treo trước Phật đài bỗng rớt xuống đất, đổ dầu linh láng. Lúc ấy ông bỗng nhớ đến câu kệ thứ hai của Bồ Tát đã dạy: "Gặp dầu liền xoa đầu", nên liền dùng tay xoa đầu đổ dưới đất lên đầu mình. Vào lúc nửa đêm khi đang ngủ,
thì ông bỗng nghe có mùi máu huyết tanh hôi. Ông đốt đèn lên xem thì thấy vợ ông đã bị giết chết. Lúc hừng sáng, ông chạy vội sang nhà cha mẹ vợ báo tin xấu. Thì nhạc phụ của ông liền căn vặn về nguyên do cái chết của vợ ông. Nhưng ông không thể đáp lại được lời nào. Lúc thường ngày, ông là người rất kính phụng Phật Pháp. Nhưng vợ ông thì ngược lại. Nên nhạc phụ ông lúc ấy nghi ngờ là do có chuyện bất hòa, thất thường giữa hai vợ chồng ông nên mới xảy ra vụ việc này. Nhạc phụ ông vì thế đầu đơn đến quan huyện tố cáo ông tội giết người. Quan huyện cho người đến bắt ông. Khi dạy ông về đến nha môn, quan huyện nhìn sắc diện thì thấy hoàn toàn không có vẻ gì là người sát nhân. Khi lấy khẩu cung của ông thì quan huyện nhận thấy trong nhà ông dù tiền bạc và đồ vật không phải là ít, nhưng hoàn toàn không bị cướp đi món nào. Khám xét hiện trường thì cửa sổ nhà thì không bị phá, vách tường cũng không bị đào lỗ, vân vân. Nên đoán chắc hung thủ chắc không phải là trộm. Quan huyện lại tiếp tục tra hỏi giữa gia đình ông và hàng xóm có hiềm khích gì không, thì ông liền đáp: từ nào đến giờ đối với hàng xóm gia đình ông không hề mất lòng. Quan huyện suy nghĩ, nhà này không có kẻ oan gia đối đầu, đây không phải là vụ trộm cướp, mà thời điểm án mạng lại xảy ra trong lúc nửa đêm. Vậy thưa hỏi ai vào đây giết người? Hung thủ chỉ có thể là Phật tử buôn gạo này mà thôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Quan huyện sau khi lấy khẩu cung hoàn tất và suy nghĩ như vậy, định hạ bút xuống phê vào lời khai, thì bỗng nhiên có một con ruồi xanh bay đến đậu vào ngồi bút. Quan huyện đang lấy làm lạ tại sao có con ruồi đậu trên ngồi bút, thì Phật tử này bỗng nhiên la lớn: ruồi xanh đậu ngồi bút, thật là ứng nghiệm không sai. Quan huyện nghe ông la lớn như vậy nên hỏi nguyên do, thì Phật tử buôn gạo bèn đem sự việc trong mộng mà Bồ Tát đã dạy và những việc ứng nghiệm đã trải qua thuật lại hết cho quan huyện nghe. Lúc bấy giờ, quan huyện cùng với nha đầu mới cùng nhau suy nghĩ về bài kệ, thì thấy câu 1, câu 2 và câu 4 đều ứng nghiệm. Giờ chỉ cần hiểu được câu kệ thứ 3 là gì thì chắc sẽ tìm ra hung thủ. Suy đi nghĩ lại thì quan huyện bắt đầu hiểu được câu kệ thứ 3: đậu thóc có 3 tháng gạo, vậy thì 7 tháng còn lại phải là tháng cháu. Như vậy thì tên nghi phạm hoặc là tên khất thăng hay là khang thất. Nghĩ ra như vậy thì quan huyện lập tức cho người đi dò hỏi, thì quả nhiên gần nhà của Phật tử buôn gạo có người tên Khang Thất. Quan huyện liền bắt đưa về nha môn để tra hỏi. Chỉ sau một lần dùng hình phạt hỏi cung thì tên này đã vội vàng khai: trước nay Khang Thất có tư tình với vợ của Phật tử này, nên đêm ấy lúc Phật tử buôn gạo trở về thì Khang Thất không kịp chạy trốn, bèn vội núp trong phòng. Lúc ấy hắn nảy sinh ý định giết ông để cho tiện thỏa ý tư tình với vợ ông. Do trong phòng tối không có đèn nên chờ cả nhà ngủ say, hắn bỏ ra để giết ông. Khi sợ vào đầu của ông bị dính dầu, hắn tưởng là của vợ ông nên quay sang nhằm đầu người không dầu mà giết. Ngờ đâu giết lầm tình nhân của mình. Quan huyện lấy lời khai xong
thì ra lệnh hạ ngục Khang Thất và cho người đưa Phật tử Buôn Gạo về nhà. Quan Huyện được chứng kiến sự việc nói trên và cảm thấy sự linh nghiệm của Quan Âm Bồ Tát phi thường, không bỏ rơi người có thiện tâm khi bị nạn, nên liền phát tâm thâm tín với Phật Pháp và chính mình cũng nguyện thờ Quan Âm Đại Sĩ, hàng ngày chiêm bái, xưng niệm, cúng dường. Riêng Phật tử Buôn Gạo sau sự việc đã xảy ra thì cảm thấy sự dâm nhiễm là nguyên nhân gây ra khốn khổ cho thế gian, nên sinh lòng chán ngán. Ông bèn xuất gia tu hành và sau này đắc đạo quả. Lời bình: Phật tử Buôn Gạo này được sự cảm ứng với Bồ Tát là do ông lúc ngày thường nhất tâm thành kính xưng niệm danh hiệu đại sĩ, nên đến lúc cấp nạn thì Đức Quán Thế Âm ở trong tự tánh của chúng sanh tùy từ cứu độ mà được giải thoát. Nếu bình nhật ông không chí thành khẩn thiết niệm cho thường, đến lúc đại nạn đối đầu với nguy hiểm, trong tâm sợ sệt hãi hùng, tinh thần khổng sáng suốt, thì làm sao còn nhớ mà niệm. Chúng ta lúc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cần phải xem như đang trong tình cảnh sắp bị xử tử, như người bị lửa cháy bao tứ bề mà cầu cứu. Phải nhiếp cả sáu căn, một lòng vắng lặng, tâm nhớ miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, ý nhớ cho rõ ràng rành rẽ. Tâm khẩu nghiệp tương ứng thì đây là bí quyết tối yếu của người trì danh. Bất luận là niệm Phật hay niệm Quán Âm, nếu không được như vậy thì tâm viên ý mã, rất khó được đại lợi ích. Trích Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Giải. Câu chuyện số 17. Triều đại Bắc Châu, ở chùa Đại Chí Viễn tại Kim Sư, có một vị cao tăng hiệu là Tăng Nhất Thiện Sư, họ Trình, người Võ Lăng, huyện Hàm Dương. Ông là một cao tăng đạo cao đức trọng lúc đương thời. Một hôm vào đúng giờ ngọ, bỗng nhiên thiền sư lên lầu đóng đại hồng chung. Chúng tăng đều ngạc nhiên nên vội tụ họp tại chánh điện để nghe thiền sư giảng dạy. Thiền sư hối thúc chúng tăng cấp bách mau mau lên hương đèn. Sau khi lên hương đèn, chúng tăng gần hỏi nguyên cớ gì phải làm như vậy, thì thiền sư bảo: vào giờ này có một giảng đường ở một ngôi chùa tại tỉnh Giang Nam sắp sập và sẽ đè chết đến cả ngàn người, nên tất cả chúng tăng nên phân tập lên Phật điện, nhất tâm thành kính tụng kinh niệm Phật và chuyên niệm thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát, để như ngày cứu độ số người kia. Tất cả chúng tăng nghe lời thầy nói đều phân tập vào chánh điện để tụng kinh niệm Phật. Cách vài tháng sau, tại Giang Nam có người đến chùa kể lại: đúng giờ ngọ ngày ấy tháng ấy, trong giảng đường tại Dương Châu tỉnh Giang Nam đang có buổi thuyết pháp, thính giả số đúng 1.000 người. Bỗng nhiên mọi người nghe tiếng niệm Phật, tụng kinh và mùi hương lạ đến từ cửa hướng Bắc của giảng đường, khi vào rồi lại bay ra ở cửa Nam. Thính chúng đều lấy làm lạ, bèn theo hướng có tiếng tụng kinh, mùi hương, niệm Phật mà tìm. Khi 1.000 người vừa ra khỏi giảng đường thì tự nhiên cả giảng đường đổ sầm xuống, nên không có một ai bị thương.
Lúc ấy mọi người vô cùng kinh ngạc. Bấy giờ mọi người mới biết là tiếng tụng kinh, niệm Phật và xưng niệm thánh hiệu Quan Âm của chúng tăng ở Hàm Dương đã vang động đến tận chốn thiền lâm ở Giang Nam. Chúa Nhà Lương biết được câu chuyện này, ba phen mời thỉnh tăng thật thiền sư vào nội cung, nhưng thiền sư đều từ khước không đến. Đến niên hiệu Bảo Đình năm thứ ba, chiều Bắc Châu, vào ngày 18 tháng 7, thiền sư viên tịch. Trong chiều, từ Vu Quang cho đến Ba Tánh, người người đều thương tiếc, rơi lệ khi nghe tin ngài thị tịch. Trích Cao Tăng Truyền, tập 2. Câu chuyện số 18. Vào đời Lưu Tống, có Phật tử tên Đặng Hoài Ninh, người Hà Giang, tỉnh Trực Lệ, là đại tướng quân của phủ tham quân. Một ngày nọ, ông cùng với quan thái thú Châu Thuận Chi ở Nam Quận đi chinh phạt giặc Bắc Phương. Chẳng may cả hai đều lọt vào vòng vây của địch. Đặng tham quân thấy tình hình nguy khốn nên mở đường bỏ trốn cùng với thái thú và một nhóm quân. Tất cả chạy theo hướng nam, đêm đi ngày ẩn, liên tục suốt 3 ngày đêm. Vì sợ quân địch vẫn còn đuổi theo nên ông cho người đi do thám, nhưng đợi đến mấy ngày sau vẫn không thấy người này trở lại. Một đêm nọ, trời mưa to gió lớn, vào lúc rạng sáng thì người dò thám này quay trở lại. Người ấy cho biết trên đường trở về thì từ xa nhìn thấy nơi này có đèn lửa rất sáng nên mừng rỡ chạy về hướng này. Tuy vậy khi gần đến nơi thì lại thấy tối om nên phải đợi đến sáng mới tìm được đường về. Thái thú Tuần Chi nghe nói rất ngạc nhiên, vì đêm qua trời mưa to gió lớn nên không có ai đốt đèn cả. Lúc ấy thái thú dò hỏi thì mới biết Đặng Tham Quân là người tín phụng Phật pháp từ lúc nhỏ, đến khi làm đại tướng quân trong quân đội, mỗi khi xuất chinh ông đều đội kinh Phổ Môn trên đầu, luôn mặc tụng trong đầu không hề bỏ bê. Mỗi khi đêm xuống hay lúc thức giấc, ông đều đọc tụng thuộc lòng. Mọi người đều tin rằng chính nhờ thần lực của pháp bảo mà Đặng Tham Quân đội trên đầu nên mọi người đã qua khỏi tai nạn. Trích Minh Tường Ký. Câu chuyện số 19. Na Liên Đề Tam Tạng Pháp Sư là người ở nước Ô Chương, xứ Bắc Thiên Trúc. Năm 17 tuổi, ông phát tâm xuất gia, rồi đi đến phía Bắc Tuyết Sơn để giáo hóa. Vừa đến đỉnh núi thì thấy có hai con đường mà dân địa phương thường báo là con đường người đi và con đường quỷ đi. Con đường người đi thì hoang vu hiểm trở, con đường quỷ đi thì thông suốt dễ đi. Trước đây có một đấng thanh vương, khi đến đầu con đường quỷ đã tạo nên tượng đá Tỳ Xa Môn Thiên Vương, với cánh tay chỉ con đường an toàn cho khách bộ hành đi. Tuy vậy khách đi đường đa số do tâm mê muội nên đều chọn theo con đường quỷ mà đi. Nhưng mỗi khi vào trong cảnh giới của quỷ liền bị chúng sát hại. Người đồng bạn của Tam Tạng Pháp Sư tên là Lê Gia Xá, một ngày nọ đi lầm vào đường của quỷ. Khi biết mình đi lầm thì ông
chuyện tâm trì chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm. Đi khoảng 100 bước thì đi qua nơi những vị tăng đồng bằng đã bị quỷ sát hại trước đây. Pháp sư nhờ nương vào chú lực nên qua khỏi tất cả tai nạn. Ông tiếp tục đi tới trước thì lại gặp bọn cướp núi. Pháp sư tiếp tục chuyên chú trì niệm chú Đại Bi như trước. Nhờ chú lực hộ vệ nên khi gặp mặt đối diện với bọn giặc cướp, bọn chúng gần như không nhìn thấy ông. Pháp sư sau đó tìm được con đường theo hướng tây của bức tượng Sa Môn Thiên Vương chỉ, đi về hướng đông thì đến nước Tề an toàn. Lúc này nhằm vào niên hiệu Thiên Bảo năm thứ bảy, ông an toàn đến được kinh đô. Trích Cao Tăng Truyện tập 2. Câu chuyện số 20. Chiều nhà Đường có Phật tử Lý Hưng chuyên trì niệm thần chú Đại Bi. Ông là người ở Đông Quận, tỉnh Hà Nam. Ông có một người em gái bị đột tử, nhưng sau đó liền sống lại và kể lại chuyện của cô được hồi sinh như sau. Lúc mới chết, cô bị hai người đến bắt và dẫn cô vào trong chốn nghĩa địa. Nơi đây có vài chục người muốn làm nhục cô. Trong số ấy, bỗng có một người báo rằng cô gái này là em ruột của Lý Thập Tứ Lang, là bậc hiền thiện, ăn chay, niệm Phật, lại chuyên trì thần chú. Ông ấy hiện sắp về đến nhà. Nếu chúng ta làm hại đến em gái của người này thì chắc khó tránh khỏi bị thần chú làm cho chúng ta phải bị khốn khổ. Tốt hơn hết là mau trả cô ấy về. Nghe vậy, tất cả những người còn lại đều vâng lời, cùng nhau đưa cô về nhà, nên cô sống lại. Cùng lúc cô vừa mở mắt thì anh của cô là Lý Hưng vừa về đến nhà. Đúng như lời của những người trong nghĩa địa đã nói. Trích Quản Dị Ký. Câu chuyện số 21. Chiều nhà Tống có Phật tử tên là Hồng Dương. Một ngày nọ, ông từ Lạc Bình, tỉnh Vân Tây về nhà thì mặt trời đã lặn. Ông có ba người tớ đi theo, hai người khiêng kiệu, còn một người thì gánh đồ. Theo dự tính thì đến nửa đêm mới về được đến nhà. Khi đi đến kênh hai thì trên trời có trăng sáng lờ mờ, trong núi phát ra âm thanh lớn như vài chục cây cổ thụ đồng lúc bị ngã đổ. Trong tâm của ông biết có việc chẳng lành nên lập tức xuống kiệu cùng với ba người tớ tìm chỗ trốn. Nhìn quanh thấy bên trái đường có một khe nhỏ không có nước nên bốn người định sẽ nhảy xuống đó trốn. Chưa kịp làm thì ngay lúc ấy có con quái thú cao chừng một trường đã đứng trước mặt, từ đầu đến chân sáng rực như ngọn đuốc. Hồng Dương và ba người tớ thấy quái vật thì kinh hồn khiếp vía, té nhào xuống đất. Ông vốn là người thường trì niệm chú Đại Bi nên trong giờ khắc nguy cấp này liền chí thành trì niệm không dứt. Quái vật đứng yên một lúc rồi từ từ lui xa, sau đó biến mất không nhìn thấy nữa. Hồng Dương về đến nhà thì phát bệnh, thời gian lâu sau mới khỏi. Người tớ gánh đồ cũng thế, còn hai người khiêng kiệu thì phát bệnh rồi chết. Trích
Vì kiên chi? Câu chuyện số 22. Triều nhà Tống có một người tên Trương Thành ở huyện Kiết Thủy, tỉnh Giang Tây. Vào niên hiệu Cận Đạo năm thứ nhất, ông đi đến Đàm Châu để thăm người bạn cũ, sau đó đến kinh đô để viếng thăm và lễ bái lăng tẩm của các tiên đế. Đêm đến, ông chọn một quán trọ để nghỉ chân, thì người chủ quán trọ này rất niềm nở tiếp đón, dọn rượu thịt ra mời ông dùng. Trương Thành thấy vậy thì lấy làm lạ, vì giữa mình và người chủ quán trọ này không hề quen biết, nên ông có ý đề phòng. Nên lúc ăn thì ông không dùng đến rượu. Vì đường xa mỏi mệt nên vừa ăn xong thì ông đi nằm nghỉ. Đến lúc nửa đêm thì ông thức giấc, nhìn thấy nhà trên đàn nến thắp sáng rực. Ông ngồi dậy đang dòm qua khe cửa thì thấy người chủ nhà trọ áo mão chính tề đang đứng trước một bức tượng vẽ, rót trà ngon rượu quý, lễ bái cầu đạo. Trương Thành lắng tai nghe thì trong lời cầu nguyện có nhắc đến tên ông, nên trong tâm ông đoán là chủ nhà trọ chuẩn bị đem mình ra tế quỷ, vì thế không dám nằm ngủ lại. Chủ nhà trọ làm lễ xong thì lui ra. Lúc ấy Trương Thành nhìn thấy bức tượng vẽ, đôi mắt lớn như cái chén, thì biết chắc là hình tượng của ác thần. Do thường ngày Trương Thành cũng trì tụng thần chú Đại Bi, giờ khắc này ông như đến trong kinh nói: thần chú Đại Bi có thể trừ tà ma yêu quái, nên Chí Thành khởi tâm trì tụng cung kính cầu xin cho thoát khỏi tai nạn. Tụng vài biến thì thấy hung thần từ bức tượng vẽ bước ra, hình trạng hung dữ ghê gớm, đi về phía phòng mình. Thì Trương Thành bước ra đóng cửa phòng lại, rồi đến giường ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm trì chú. Giây lát nghe có tiếng gõ cửa và đẩy cửa vào, nhưng không được. Hồi lâu sau đó có tiếng bỏ đi. Trương Thành vẫn thành tâm trì niệm cho đến khi trời sáng, rồi vội vã rời khỏi quán trọ. Khi vừa ra khỏi quán trọ thì ông nghe tiếng khóc la rất thê thảm. Ông đi chừng hai dặm thì dừng lại hỏi thăm người xung quanh, thì được kể là đêm hôm qua chủ nhà trọ bị giết chết. Hỏi nguyên nhân thì những người này cho biết chủ quán trọ này đã ba đời thờ yêu quái, mỗi năm đều phải cúng tới một người. Nếu không có người ngoài thì họa sẽ lây đến gia trưởng. Và ở xứ Sông Tương này thường có ác tục như thế. Trương Thành sau khi thoát nạn về đến nhà thì đóng cửa chuyển tâm niệm Phật, trì chú không ra ngoài nữa. Trích Linh Nghiệm Ký. Câu chuyện số 23. Triều nhà Thanh có người tên Du Tôn ở Thượng Hải. Một ngày nọ, vợ của ông bỗng nhiên bị sốt, run cầm cập nói mê sảng rằng: mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi đi đường ngang qua đây, hiện giờ đói quá, xin chủ nhân mẫu đem vật thực cho chúng tôi ăn. Trong miệng bà lâm râm nói như thế mãi, người nhà lắng tai nghe kỹ thì đó là giọng nói của người xử Vô Thích. Người nhà bèn rước thầy lang gần nhà đến chẩn mạch để chữa trị, thì thầy lang cho biết không thấy bệnh gì hết nên không thể bốc thuốc chữa bệnh được.
Thầy Lan nhìn một lát thì bảo: theo ý tôi nghĩ thì chắc có ma quỷ dừa. Vậy người nhà nên đến Quán Âm Đường để rước quý thầy về tụng kinh giải trừ thì chắc sẽ hết. Người nhà vâng lời bèn đến Quán Âm Đường rước quý thầy về tụng kinh. Khi quý thầy đến mở lễ khai kinh tụng chú Đại Bi, kinh Kim Cang và Bát Nhã, vừa xong một thời kinh thì bỗng nghe bệnh nhân tự quở trách: lúc đầu tao không chịu đi, mày thúc giục tao đến đây. Hiện giờ thân tâm của tao vô cùng đau nhức, như bị phi đao đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi, thì phải làm sao đây? Đi khỏi đây mau mau. Sau đó nghe tiếng của nàng dâu dạ dạ, rồi bệnh nhân sau đó yên lặng không nói sẵn thêm một lời nào nữa. Chứng lạnh run cũng hết, nhưng tinh thần của bệnh nhân còn hơi ngơ ngác. Trải qua một đêm, đến sáng hôm sau thì bình phục. Trích Chừng Như Chính Chất Trực Đàm. Câu chuyện số 24. Vương Biệt Quang là người ở xứ Cửu Giang. Vào một hôm nọ, ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Quang xin vài quyển mang về nhà để trong khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ung dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa, những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Quang không một người nào bị bệnh. Đêm nọ Vương Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên ngươi mỗi đêm kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi. Giật mình thất giấc, Vương Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm kính tín, đều thỉnh kinh về tụng. Từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Linh Nghiệm Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 11.